nói, hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng, tháng 10, tháng 11, tháng 12 của cái năm Quý Mão. Cô nói là tháng âm lịch nha các bạn. Thì chúng ta thử tìm xem trong cái 3 tháng mình nó được cái sự tốt đẹp hay không. Trước khi vào cái vấn đề chính thì cô nhắc lại một cái tuổi của các bạn, Tân Dậu. Rồi thì trong cái cuộc sống của các bạn đó, nó dễ gặp những cái gia chạm. Tại vì á, mình nó có cái thiên can mà cái địa chi của mình đồng là kim. Tân cũng là thuộc về hành kim, mà Dậu cũng thuộc về hành kim. Kim với kim thì thoạt nghe chúng ta thấy nó bình hòa, nhưng mà thực ra nó dễ gia chạm. Cho nên trong cái cuộc sống của mình dễ có những cái chuyện mà xung đột, có những cái chuyện mà nó không thực thuận cho mình lắm trong cái cuộc sống. Nhìn bên ngoài thì nó có vẻ bình an, nó phẳng lặng, nhưng mà bên trong của mình nó có nhiều cái sự mà gây cho tự mình cái sự sức mẻ, có sự không được vui vẻ lắm. Mà bản chất của mình nó là cái mệnh mộc, mà mộc của cái cây gỗ, cái cây lựu, cho nên rất là cứng cỏi. Cái con người của cái Tân Dậu này á, rất là cứng cỏi nha, không dễ mà bị người ta ăn hiếp, dễ bị hiếp đáp đâu. Trong cái cuộc sống của người Tân Dậu có nhiều cái biến chuyển, có nhiều cái khó khăn đến cho mình, chứ không có được cái bình an, không có được từ hạnh phúc lắm. Có nhiều cái bất ổn đến trong cái cuộc sống của mình. Con người mình cần phải nhẫn nhịn một chút, con người mình phải phải tập cái tánh mà hiền hậu một chút. Mình học cái sự nhu đi thì mình sẽ quá giải được những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống đến với mình. Bây giờ cô nói vào cái vấn đề 3 tháng cuối năm. Thì cái tháng 10 này nè, thì các bạn làm tiền bạc thì có, nhưng mà cũng vì đây là cái tháng mà chúng ta phải chi ra cái đồng tiền, vì nhân nghĩa, vì cái trách nhiệm của mình đối với gia đình, đối với những người quen biết thông thân tộc, có những cái chuyện cần chúng ta phải chi cái đồng tiền của chúng ta ra, hoặc là chúng ta phải mua sắm một cái vật gì đó mà đồng tiền nó trong tháng này nó không ở yên trong túi. Mình làm có tiền đi nữa thì nó cũng ra cái đồng tiền. Cho nên các bạn cần cẩn trọng ở trong cái tháng này. Về đối nhân xử thế của mình đối với những cái người ở trong cái cơ quan, hoặc là những cái người ở láng giềng của mình thì có phần bình ổn, không có gì khó khăn cho mình ở trong cái tháng này. Sức khỏe thì các bạn cần chú ý sức khỏe của mình, tại vì đây tháng là không hợp mệnh với mình, cho nên mình cần chú ý. Bạn nam á, trong gia đạo của mình trong cái tháng 10 á, thì có cái sự bình an, có cái sự vui vẻ, có cái sự thuận lợi tốt đẹp. Nhưng mà bạn nữ thì có những cái chuyện buồn bực không hay đến với mình. Liên tiếp qua cái tháng 11 và tháng 12 thì hai tháng này các bạn làm ăn nó cũng không được lợi lộc cho mình, không được thuận lợi lắm. Tài lộc của các bạn trong hai tháng cuối năm không được tốt đẹp nha. Ở trong cái tháng 11 á, thì chuyện đối nhân xử thế của mình á, kiểu là nhân hòa địa lợi á, thì mình cũng không gặp tốt nha, khó khăn hết. Về sức khỏe của mình cũng cần cẩn trọng. Nam thì gia đạo được vui vẻ, nữ thì tiếp tục như cái tháng trước, có nhiều chuyện nó buồn bực, có nhiều chuyện không hay nó đến với mình. Mình cảm thấy mình cáu gắt, mình cảm thấy hụt hẫng trong cái cuộc sống của mình. Rồi đến qua đến cái tháng cuối năm thì tiếp tục là một tháng không lợi lộc cho mình về vấn đề tài chính.
Nhưng mình được cái đối xử ở dưới mọi người á, mọi người đối xử với mình á, thì được cái sự thuận lợi. Tại vì đây là cái tháng tam hợp tuổi cho mình, cho nên mình có được cái sự ủng hộ, có được cái sự giúp đỡ của mọi người đối với mình. Còn sức khỏe thì cũng cần chú ý. Như vậy là trong 3 tháng thì cuối năm thì tuổi Tân Dậu cần chú ý nhiều về sức khỏe một chút nha. Nam, nữ trong cái tháng này thì đã có những cái biến chuyển tốt đẹp cho bạn nữ, là cái chuyện gia đạo, cái chuyện tình cảm của mình có cái chiều hướng nó được tốt đẹp, nó có được cái thuận lợi cho mình rồi. Như vậy là qua 3 tháng cuối năm nhìn chung lại rồi, vấn đề tài chính của Tân Dậu thì không được tốt lắm. Sức khỏe thì không tốt. Nữ thì có 3 tháng mà mình mất 2 tháng chúng ta có những cái không ưng ý, không xứng ý, không tội lòng, có nhiều cái chuyện buồn bực. Còn bạn nam thì trong cái gia đạo của mình thì được toàn mỹ trong cái 3 tháng. Thì bài chia sẻ cho các bạn về 3 tháng cuối năm Quý Mão đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn. Chúc các bạn